Sắp tới đây thành phố Hồ Chí Minh có thể được phủ sóng Wi-Fi miễn phí. Đây là một trong những thông tin đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Vĩnh Tuyến xác nhận. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp Singapore đề nghị trang bị Wi-Fi miễn phí cho toàn thành phố và hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét nhiều phương án khác nhau, có thể triển khai thí điểm hoặc làm đại trà những vùng trọng điểm sẽ có tốc độ nhanh hơn. Hệ thống wifi này không chỉ phục vụ người dân và du khách, trở thành điểm nhấn du lịch của thành phố mà còn là bước đi quan trọng với chủ trương xây dựng chính quyền điện tử. Hiện nhiều thành phố lớn khác đã phủ sóng wifi miễn phí, trong đó Hội An của Quảng Nam là đô thị đầu tiên có hệ thống này với 350 điểm phát sóng từ năm 2012. Tiếp đó là Hạ Long, Huế và Đà Nẵng. Còn theo đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, phủ sóng Wi-Fi miễn phí sẽ tạo thuận lợi cho ngành du lịch, hấp dẫn du khách nhiều hơn, nhưng chất lượng là điểm cần được quan tâm đúng mức bởi khi Wi-Fi quá yếu sẽ lại tạo ra hiệu ứng không hay.